Chào các bạn, như các bạn biết thì cái đồng hồ đếm ngược là một thiết bị rất là hữu dụng trong hoạt động sản xuất cũng như cuộc sống hàng ngày. Với cái đồng hồ này chúng ta có thể thiết lập thời gian đếm ngược để chúng ta xác định cái thời gian hoàn thành công việc, rất là tiện dụng. Buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những lưu ý khi chọn mua đồng hồ đếm ngược này. Trên tay tôi đang là mẫu đồng hồ đếm ngược màn hình lớn H801. Với cùng mẫu đồng hồ này thì trên thị trường có rất nhiều loại với chất lượng khác nhau. Ví dụ đây là một chiếc như vậy. Nên chúng ta sẽ cần tham khảo những lưu ý trước khi mua đồng hồ đếm ngược màn hình lớn H801. Trước tiên chúng ta sẽ quan sát về mặt chất lượng hoàn thiện của sản phẩm. Mẫu bên trái là mẫu đang bán tại Gia Dụng Nhà Việt, mẫu bên phải là mẫu tương tự với chất lượng kém hơn. Các bạn thấy cái mức độ hoàn thiện ở bên phải này rất là xấu đúng không ạ? Bên này là đường nét rõ ràng, phần mực in, cái bo góc, và đặc biệt là phần phía sau, các bạn thấy cái phần gì ạ? Chân kẹp và chân đế. Cái phần bên trái chúng ta thấy rõ nét hơn hẳn đúng không ạ? Cái này cũng tương tự nhưng mà đường nét rất là xấu. Cái chân này rất đặc biệt là chúng ta thấy có phần nam châm để dính vào bề mặt kim loại. Hoặc là cái này để treo này, hoặc là để kẹp. Và có một cái nữa là các bạn vạch ra này, chúng ta sẽ có cái gá này nó sẽ đỡ để chúng ta đặt lên trên bàn cho đứng được. Đây là phần hoàn thiện. Phần nắp pin nữa, các bạn quan sát nắp pin. Cái này khá là ọp ẹp. Còn nắp pin bên này, bạn thấy sắc sảo đúng không ạ? Ngoài ra cái màu sắc của sản phẩm bạn cũng thấy ngay. Cái bên này là màu trắng nhờ nhờ. Phần loa là thiết kế ngược ạ. Loa bên này là bên phải. Cái loa kêu bên này bên trái. Cái này có 4 con ốc, cái này chỉ có 2 con ốc thôi. Thì đấy là sơ bộ chúng ta có thể hình dung ra được cái phần hoàn thiện. Bình thường để này thì chúng ta sẽ rất khó phân biệt, nhưng để cả hai sản phẩm nó sẽ dễ dàng phân biệt được nên mua loại nào. Bây giờ nó sẽ thử lắp pin để dùng thử. Cái này sử dụng một viên pin kích cỡ 3 chữ A là pin đũa. Nó sẽ lắp thử cả hai. Sau khi lắp pin thì để sử dụng chúng ta rất đơn giản, chúng ta sẽ set cái giây và phút một đếm ngược. Ví dụ tôi set 3 giây và để đếm ngược các bạn bấm start thì lập tức nó sẽ chạy ngược và đến về không nó sẽ kêu đúng không ạ? Stop là dừng lại và bấm hai nút này là hủy và chúng ta sẽ set lại từ đầu. Thì cách sử dụng rất là đơn giản và chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn về cái nút bấm này. Nút bấm ở bên tay phải là bị cứng hơn và trông rất là thô. Bên trái các bạn thấy bấm rất là nhạy. Tiếng kêu các bạn thấy cũng sẽ khác nhau. Và như vậy là chúng ta đã sơ bộ phân biệt được các cái loại đồng hồ đếm ngược màn hình lớn H801 khác nhau. Cái này thì có hai phiên bản, một phiên bản màu trắng và một phiên bản màu đen. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái đồng hồ đếm ngược màn hình lớn H801, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.